Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tạo bảng chấm công tự động thay đổi thứ ngày Giờ sử như ở đây Tôi có một bảng chấm công Bao gồm là ngày và thứ Giờ sử như bây giờ Tôi sẽ tiến hành là thay đổi tháng Thành tháng 5 này Thì ở đây á Nó sẽ tự động là thay đổi thứ này đó, Bây giờ tôi sẽ nhập tháng 7 này Đó Ngày 1, ngày 2 là thuộc thứ bảy chủ nhật ngày 3 là thứ hai đó nó sẽ tự động thay đổi luôn nha đó, chủ nhật tháng 3 này thì nó sẽ tự động là thay đổi thứ ngày thì để làm được bạn chấm công như thế này thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm rồi giả sử như bây giờ tôi có một bạn chấm công như sau trong bạn chấm công này á nó chưa có thứ và ngày bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thiết lập ngày trước sau đó tôi sẽ tiến hành là thiết lập thứ sau. rồi để thiết lập ngày á, tôi sẽ chọn vào đầu tiên của ngày này. sau đó tôi sẽ nhập công thức như sau bằng sử dụng hàm date. tiếp theo ở đây tôi sẽ chọn vào năm này. sau đó tôi sẽ cố định năm lại bằng cách là bấm phím F4. đó nó sẽ cố định năm lại. sau đó tôi sẽ phải này chọn vào tháng tiếp theo Tôi sẽ cố định tháng lại bằng cách là bấm phím F4 phẩy 1 đóng hoặc lại bấm enter. Rồi bây giờ tôi sẽ kéo rộng cái ô này ra thì nó sẽ được ngày thế này. Rồi bây giờ tôi sẽ rút gọn ngày lại bằng cách là chọn vào ô ngày này. Bấm phải chuột chọn vào format cell. Tiếp theo ở đây tôi sẽ chọn vào custom rồi đây Tôi sẽ nhập là D D Đó các bạn chúng ta nhập chữ hoa Hay là chữ thương đều được nha Sau đó tôi sẽ chọn vào OK này. Đó nó sẽ hiển thị là 01 Bây giờ tôi sẽ thu nhỏ ô này lại Ở ô ngày thứ hai á Tôi sẽ cộng 1 Bằng cách là Bằng Chọn vào ô này Cộng thêm 1 Thì nó sẽ ra nha sau đó tôi sẽ tiến hành là sao chép công thức tới các ô còn lại. Như vậy là tôi đã thiết lập xong ngày. Tiếp theo, tôi sẽ thiết lập thứ. Thì tôi sẽ làm như sau, bằng này, sử dụng hàm test. Đầu tiên á, tôi sẽ chọn vào giá trị ngày. Ở đây á, ô ngày nó nằm ở cột F này. Và dòng 8. Nếu mà các bạn chúng ta không chọn trực tiếp được thì các bạn chúng ta sẽ nhập địa chỉ ô vào đây nha. F8. Phải. Sau đó các bạn chúng ta sẽ mở dấu nháy kép. Các bạn nhập chữ D 3 lần. Đóng dấu nháy đơn lại. Sau đó chúng ta sẽ đóng ngày lại. Ở Winter. Thì ở đây á nó sẽ xuất hiện là ngày là tiếng Anh. Bây giờ tôi muốn là chuyển qua tiếng Việt thì tôi sẽ làm như sau. Ở đây tôi sẽ lưu cái bảng này lại. Thì cái bảng này á nó có tên là BBC Copy này. Bây giờ tôi sẽ lưu lại. Sau đó ở đây tôi sẽ vào ô tìm kiếm. Vào Control Panel. Nhớ nha, các bạn chúng ta sẽ mở Control Panel lên. Rồi, ở mục là View các bạn chúng ta sẽ chọn vào thì chọn đó là Lenicon sau đó các bạn chúng ta sẽ chọn vào okay. date and time chọn vào change date and time sau đó chọn vào đây rồi ở một format á các bạn chúng ta sẽ chọn là việt Nam để chọn nhanh các bạn chúng ta sẽ gọi chữ v này sau đó đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào tiếng việt việt Nam Đó chọn vào sau đó chọn vào up Ok 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 Rồi Như vậy là tôi đã chọn ngôn ngữ là tiếng Việt rồi Rồi sau đó tôi sẽ mở bản chân công lại Ở đây á Nó vẫn chưa hiển thị Thì các bạn lưu ý nha Ở đây á Tôi sẽ đổi qua Chữ D thường nha ba chữ D thường Bấm Enter đó, Nó sẽ đổi qua thứ tư này Bây giờ tôi sẽ sao chép công thức Tới các ô còn lại Đó như vậy là tôi đã thiết lập xong thứ. Rồi bây giờ tôi sẽ thay đổi tháng này. Tháng 4 này. bởi Enter. Thì ở đây nó sẽ tự động là thay đổi. Ví dụ như là ngày 12 tháng 4. Thì nó sẽ nằm vào thứ tư 13 là thứ năm Rồi bây giờ tôi muốn là đánh dấu. Thứ bảy là một màu. Và chủ nhật là một màu. Thì tôi sẽ làm như sau. Ở đây á tôi sẽ nhập là thứ bảy Thứ bảy Ở dưới là Chủ nhật Ô thứ bảy á Tôi sẽ cho là mẫu Vàng Còn ô chủ nhật á Tôi sẽ cho là mẫu Cam Sau đó ở đây Tôi sẽ quét chọn Toàn bộ Ngày tháng đó, Quét chọn vào Tiếp theo Tôi vào top home Chọn vào Condition Format này sau đó tôi chọn vào New Ruler Đầu tiên á, tôi sẽ thiết lập thứ bảy là màu vàng trước Thì ở đây á, tôi sẽ chọn vào User Format này. Bây giờ tôi sẽ nhập công thức là bằng Rồi bây giờ tôi sẽ nhập ô đầu tiên của thứ này Nó nằm ở ô F7 bây Giờ tôi sẽ nhập F này rồi cái dòng 7 á, chúng ta sẽ cố định lại nha Bằng cách là nhập dấu đô la Và nhập 7 Đó bằng Với cô này Sau đó đây tôi sẽ tiến hành là chọn màu cho nó Bấm vào format này Để chọn màu thì chúng ta sẽ vào phim Chọn màu Ok Ok Đó thì các thứ bảy nó sẽ đánh màu vàng rồi tương tự ở đây, chủ nhật là một cam thì tôi cũng làm tương tự nha. Và condition chọn vào new ruler. Ở đây tôi sẽ chọn là uh format. Bây giờ tôi sẽ thiết lập công thức bằng cũng làm tương tự nha. F $7 đó, cố định dòng. Sau đó bằng với này. Tiếp theo tôi sẽ thiết lập màu. Ok. Ok. Thì lúc này á thứ bảy là màu vàng chủ nhật là màu cam. Rồi các bạn chúng ta thử nhập tháng. Đó, nó sẽ thay đổi nha. Tháng 5. Đó. Tháng 1. Đó. Đó, rất là hay. Rồi một lưu ý nha, khi các bạn chúng ta chuyển qua tiếng Việt á. Ví dụ như đây. Tôi nhập hàm là if Ừ, ngoặc. À? Đây, bằng if. Thì ngăn cách giữa các đối số lúc này là chấm phẩy chứ không phải là phẩy nữa nha. Đó, giả sử như đây, tôi nhập là date này. Đầu tiên là năm này. Tiếp theo là tháng. Thì ban đầu á, tôi sử dụng tiếng Anh á thì tôi sẽ nhập phẩy, còn khi tôi chuyển qua tiếng Việt thì tôi phải nhập là chấm phẩy nha. Các bạn lưu ý điều này cho tôi. Đó. Chấm phải một chẳng hạn thì nó mới ra nha đó còn các bạn chúng ta nhập phải không được nha muốn nhập phải á các bạn chúng ta phải chuyển lại là ngôn ngữ là tiếng anh nếu mà chúng ta chỉ ngôn ngữ là tiếng anh thì ở đây nó sẽ không xuất hiện là thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy chủ nhật như thế này nữa đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách tạo bản chấm công tự động thay đổi thứ ngày nếu thấy video hay hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn các bạn đã theo dõi